Đây là quality food nha mọi người ơi. Chưa có cái giá như này đâu mọi người. Chưa từng có cái giá này đâu. Gì đấy? Em là mọi người nha. Mặt kìa. Trời ơi, 118k mọi người ơi. 100 giá là 118k, hạt điều này là hạt điều của... Chị đỏ đã hỏi á, chờ tí. Chị đỏ đang ấy ra mọi người. Ôi đừng. Đang like hả? Đang like bản hàng. 118k cho một gói 200g. Còn 50 suất mọi người nhá. Có lẽ muốn cho bà chị đọt kiếm á. Bảo chị đọt chờ xíu nhá. Đâu chị đọt đang like bán hàng. Tôi để chị đọt đang bán hàng đi. Chờ 19 chị đọt về đón chị đọt ở sân bay nhá. Nghe uy tín luôn nhỉ. Linh Du Mục sẽ đón hàng Du Mục ở sân bay nhá. Rồi ok, không tập trung bán hàng mọi người ơi, rồi là mình cứ... 20 suất đó mọi người ơi! 200 cơ, hôm nay chỉ còn 118k, hồi nhất luôn ấy! Xong má này lên khô lăng hả? Lên lại khô lăng luôn? Không, lên khô gà! À, lên khô gà thế mà? Khô gà xong khô bò đúng? Khô gà, khô bò đi! Xong phút đi ngủ! Phút xong rồi! Phút xong rồi là sinh nhật của chị Tiến! Đấy, riêng mà lôi đi mà đi tổ chức sự kiện là thôi đừng cho lôi đi nhá, cho nó ở nhà ấy nhá, ghép lắm cái mồm nó lanh ba lanh kinh khủng đấy. Hạt điều này là hạt điều của Việt Nam xuất khẩu nhá, ở lớp ngoài là có phô mai nha mọi người, ăn rất là giòn, rất là ngon, lên, hạt ngọt ngọt. Lên táo nó không? Táo chưa hết rồi. Hết rồi. Ở Tân Cương chuyển về một thời gian nữa nhá. Hết rồi, hết phô mai rồi. Thôi lên khô gà đi, khô gà mọi người. Khô gà đây. Hết rồi. Khô gà 250g và 500g, đây lên lại cho mọi người nhá. Khô gà, giá lúc nãy là hình như là 250g là 113k. Nhưng mà chắc là phải để cho tầm 80-70. 80-70, bao nhiêu suất? Thích bao nhiêu? Thích bao nhiêu thì lấy nhiêu thôi. Bây giờ hỏi cho bao nhiêu? Có muốn săn điêu khô gà không ạ? Những ai muốn săn điêu khô gà lại thì mọi người comment Săn Văn Tu Kỳ ở đây. Văn Tu Kỳ. Những ai mà... Chị ơi. Bao nhiêu? Chị Lê. Má này em... 200 suất. 250g hết rồi. 250g thì bây giờ giá là bao nhiêu? Hiện tại bây giờ giá là 118, 113. 68k, ok, lại 68k mọi người nhá. Cho lên view. Rồi, ghim đi ngay ơi. Ghim đi ngay ơi. Lên cơ bò. 68k, không phải 88k đâu. Chơi một xíu. Cho xuống 68. 68 là số đẹp nhất rồi còn gì nữa. Cái này lượt bán là bao nhiêu rồi nhỉ? Nhiều lắm rồi. Mười mấy nghìn lượt bán rồi. Nên tất cả mọi người yên tâm. 250g thì nó sẽ đánh ở trong hộp. Đánh giá là 4,9 trên 5 sao nha mọi người. Nó sẽ ở trong hộp nha mọi người. Còn cái này là túi 500g thì hết rồi. Còn 30 suất ạ. Ui, hả? Còn 30 suất nữa rồi. Ủa? Lên rồi à? Nhanh rồi. Nhanh rồi. Hết rồi đấy. Hết rồi. Wow. 68 thôi, 68k thôi. 250g đấy. Hết sạch luôn rồi. Không còn gì. Khô bò bà Liễu. Hết sạch luôn. Không phải cho lại dầu gội tí đi. Lên gà tiếp đi. Lên gà. Có bao nhiêu đưa ra hết đi nào. Nghỉ luôn à. Để nghỉ luôn à. Mai đi chơi à? Thế à? Mai sao giờ nghỉ? À quên, mai phải đi, em phải đi. Mai đây đang đi quay video nữa mà. Ờ thế mai đi chơi không bán hàng đấy. Nhưng mà mai em đi. Hôm mai 2 giờ còn phải mua bò anh ơi. Em mở giới hạn cho chị luôn đi. Mở giới hạn khô gà đi. Bao nhiêu? Trong vòng 5 phút. 68k luôn đi. Coi cô cẩn thận đấy. Bên này người đang run này. Đi mà bạt đi thôi nha mọi người. 3 phút đúng không? 3 phút. Trong vòng 3 phút. Cho mọi người săn này, 250g khô gà 68k. Wow. Lên. Lên. Má cuối cùng chốt
Mã cuối cùng đúng 3 phút là 23:30 là sẽ ngắt. Gỡ giỏ hàng hết luôn. Đúng rồi, 23:30. Gỡ hết giỏ hàng. Đã đi một người. Gỡ hết giỏ hàng của Phút nha mọi người. Trời ơi, 800 mấy người vào trong giỏ hàng. Ui thêm 800 nữa. 1.600 người vào đó kìa. 1.600 người giật mình. Rồi thêm 300 người nữa. 68k cho một. Hết rồi. Hả? Hết tiếp. Hết rồi. Lại lên lại hết tiếp rồi. Đây mà 3.000 mấy người. 3.000 mấy người trong giỏ hàng. 500 suất. Bao nhiêu? 500 suất. Thôi đi, anh bảo 100 mà mày bảo 300. Bảo ra 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 giới hạn trong vòng 3 phút. 3 phút mà. Đã hết 3 phút đâu. Hết rồi. Chị bảo là trong vòng 3 phút. À thì chứ bạn được con 500 suất rồi gì đó. Thì được 500 suất. 1.000 cho 1.000 suất trong vòng 3 phút. Thằng này không hiểu gì. Cho thêm đi, cho thêm đi. Cứ cho đi. Đấy. Cứ cho đến mai để cho thịt gà xong. Mai làm sao mọi người ạ? Chỏng mắt, tôi không được thịt nữa đâu. Ngày mai sẽ đi đặt sấy khô, sấy khô kìm. Sấy khô kìm. Thôi anh em cứ chịu khó đi. Sáng mai dậy sớm. 1 giờ ngủ mà 3 giờ dậy thịt gà. Mua đi nhá. Cái giá này là kiểu chưa 68k, 68k cho một hộp 250g khô gà lá chanh. Ok chưa ạ? Ôi thế tiếp rồi. Sao nhanh như nhỉ? Còn 1 phút nữa mà. Chơi. 1 phút nữa. Lên rồi mọi người, lên rồi. Vào gấp, hết gấp rồi. Vào gấp. Hết rồi. Khiếp nhỉ, khô gà như kiểu táo của chị Hằng ấy nhỉ. Cái nhỏ bao nhiêu cái hết nhiều ấy. Lên táo nha mọi người, lên táo. Trong combo 3 ăn tiếp này. Ok. Đây, mua chi? Má cuối. Mua chi má cuối, thêm má cuối mọi người nhá. 100 combo. 3 combo 3. Combo 3. Lại 100 combo tiếp. 750k hôm nay. Gắn à? Ê, dạ, biết tranh thủ đấy. Ô, mua hoa chi này. Mua hoa chi, bao nhiêu? 250. Giá gốc 750. 250 á? Bây giờ là 260. 260, 260 mọi người nhá, giá gốc là 750. Mà bây giờ là một combo 3 hộp. 260. Ui, ôi, quá hộp ơi. Ghim cho anh ấy. 100 combo. Chỉ trong live stream ngày hôm nay thôi. 120k. Ui, hả? Hả? Voucher. Có voucher, 220k. Chỉ có trong live. Ui, trời ơi. Chỉ có 100 thôi, 100 chút đúng không? 100 chút thôi. Combo 3, combo 3 thì mọi người có thể dùng được là tháng rưỡi đấy. Đúng rồi, 1 tháng rưỡi. Tháng rưỡi. Để giúp cơ thể bổ sung hàm lượng xơ cao hơn rau má giúp cá cầm tây. Rồi, ok. Nhanh. 27 suất. Ôi, còn 27 suất rồi. Còn 27 suất nữa mọi người ơi. Lên dầu gội nốt đi. Dầu gội à? Tầm này mà sập cũng được đấy. 5 suất mua hai chi. 5 combo nữa. Còn 5 combo nữa, nhanh mọi người. Rồi hôm nay là thực là mọi người săn cũng được khá là nhiều đấy đúng không ạ? Toàn yêu shop thôi, với là hàng chất lượng thôi, mọi người cứ yên tâm. Như nào? Kim chưa? Kim rồi. 220 đấy. Kim rồi, hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Happy birthday